mọi người, lại là mình đây. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn quen thuộc. Đó chính là hàu chấm bù tạt. Nhưng mà con hàu ngày hôm nay rất là khác. Clip này mỗi lần mà qua bên nhà Linh quay là sẽ có rất nhiều điều khác. Cái khác là mình đã mua được con hàu Pháp, con hàu sữa Pháp rất là trắng, rất là đẹp và rất là ngon. Cái mới thứ hai, cái lạ thứ hai đó là ngày hôm nay mình được quay cùng hai công chúa nhà của Linh. Hello mọi người đi con, chào mọi người đi. Nhìn đây nha, nhìn vô ống kính đi nha. Rồi con giới thiệu đi. Chu Bi giới thiệu trước nè. Nói đi con, nói đi con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con chào mọi người đi. Nói to lên con. Ngại ngùng gì, nói to lên. Không có mắc cỡ, rồi đứng thẳng lên. Mắc cỡ hả? Rồi bây giờ, rồi ok, Chu Bi không giới thiệu thì Chu Chip giới thiệu đi con. Đây MC của chương trình, mời Chu Chip. Sao vậy? Nhìn ống kính đi, nhìn ống kính chào mọi người, giới thiệu món ăn cho mọi người đi. Sao vậy? Mọi người thông cảm, hôm nay mình mời Celeb là trong hợp đồng là chỉ có xuất hiện trên ống kính thôi, không có hợp đồng là không có nói chuyện. Rồi hôm nay là Trúc sẽ ăn món bệnh rồi hai bé hôm nay bệnh ha, trời ơi thấy thương luôn á. Hôm nay Trúc sẽ ăn món hàu sữa Pháp chấm với lại mù tạt. Ở đây Trúc có chuẩn bị một cái chén nước tương mù tạt đã bắt sẵn chanh trong đây, bây giờ mình sẽ quậy lên. Chu Chip có dám ăn món này không? Vậy hôm nay quay với cô Trúc rồi không chào khán giả luôn, rồi không ăn luôn, rồi mình làm gì vậy ta? Hát bài đi. Sao vậy? Trên trường á, đi học trên trường cô giáo có dạy bài gì không? Hát cho Trúc nghe nè. Mắc cỡ mọi người. Cái này là chưa được huấn luyện. Mẹ Linh với ba Bình là chưa có huấn luyện. Con ăn gà rán với ba mẹ. À con ăn gà rán với ba mẹ hả? Khi gặp cô Trúc, con gái của cô Trúc là cô Trúc huấn luyện liền. Bèo la mà còn lên hình nữa kìa. Con biết bèo la không? Thôi, hỏi quay luôn. Sao vậy? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ lắm. Ăn đi. Đi ra. Rồi chiếc hồi nha. Được rồi đó. Xuất hiện như nó được rồi đó. Tạm đi. Tạm đi chứ. Chiếc đây nha. Chiếc đây nha. Chiếc đây. Thôi chiếc đây. Chiếc đây. Trời. Rồi. Không có ăn đâu mà. Một diễn viên của chúng ta đã rời khỏi hiện trường. Bây giờ sẽ còn Chú Vú và Chú Chiếc. Bây giờ mời mọi người ăn món hàu chấm bù tạt. Đây. Tụi con hàu mập lắm mọi người ơi. Đây là con hàu Pháp nha. Dừa. Tụi nó mập nè mọi người. Nó mập. Đã chưa? Chu Bi có bao giờ thấy con này chưa con? Chưa. Chu Chip. Chu Bi vô đây. Bi mắc cỡ lắm mọi người. Chu Chip ăn con này không? Dám ăn không? Ăn không cô Trúc cho ăn. Ăn không? Thôi để Linh không cho ăn đâu. Bây giờ cô Trúc ăn nha. Cay lắm đó nha. Mời mọi người. Nó ngon lắm Chip. Cho bánh nhỏ, cho nhỏ ra. Ở đây. Ngồi nhìn miệng cái đó. Thương. Mẹ có gì em đem vô đây cho em ăn, em ngồi chung với cô Trúc ăn cho vui. Nãy giờ mình ăn một mình để cho hai em nhìn mình ngại quá. May sao mẹ Linh đã cho hai em hai hũ sữa chua. Bây giờ thì cả ba chúng ta đều được ăn cùng một lúc rồi. Mời mọi người, đúng là con hàu sữa mọi người. Trời ơi con này nó tươm sữa ra nè. À người ta ăn sữa chua còn mình ăn hàu sữa, cũng có sữa nha. Vô. Đi mẹ ăn sữa chua đó. Ngay rột rột luôn á. Sữa chua ngon con. Con ăn chân là con nhai gọt gọt ba mẹ miệng nè ấy chứ hết rồi hả? Tao miệng rồi con hiền á. Con gái cưng lắm mọi người nên đẻ con gái bởi vì mẹ mai đẻ con. Mẹ đẻ con ra. Ủa rồi nè cô Trúc hỏi là nếu như mà mẹ đẻ thêm em trai nữa là sao? Con thương em không? Con thích em trai không? Dạ không. Sao vậy? Con chỉ thích em gái thôi. Em trai cũng dễ thương vậy. Đúng rồi, chị biết nói đúng rồi, em trai cũng dễ thương. Con thích em gái. À con thích em gái, em gái điều như mình hả? Nè. Giỏi quá, con ăn nữa không? Ăn nữa không? Mẹ Linh còn sữa chua. Đứng đây đi con, đứng đây đi mẹ lấy cho. Hôm nay sướng lắm, hôm nay hả được quay với hai người đẹp nè. Và còn được mẹ Linh quay phim cho nữa. Hôm nay là Linh quay cái này cho mình đó mọi người. Trời ơi, đẹp cái gì vậy? Quay ra nào á. Cái con hàu này nó cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Nó không có cái kiểu mà dai hay là sừng sực như cái con hàu mà chúng hay ăn đâu. Mà nó mềm lắm. Nó cảm giác là nó ngập sữa trong đó đó. Ở đây chú có một con hàu Việt Nam nè. Đây là con hàu bự nhất nè. Con hàu đá. Con này có giá là 40.000. Mấy con hàu nhỏ này là 140.000 một ký. Còn con này là 40.000 một con. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con bự này coi nó ra làm sao. Mình chưa cắt nó ra nữa. Cái này là cắt con, chặt là khi nào mà con phải để con dao cao lên, con bổ xuống rồi mới gọi là chặt. Đây, đây là con hàu Việt Nam. Nó cũng to, nó cũng mập, nhưng mà nó không phải dạng hàu sữa mọi người. Thì mọi người nhìn con hàu nè. Nó cũng mập, nó cũng bự, nhưng mà nó không có sữa như con hàu kia mọi người. Sao con Trúc không ăn? Bây giờ con Trúc ăn nè. Món này là món con Trúc ghiền nhất luôn á. Sao con Trúc này ăn này vậy? Con Trúc thích ăn hải sản lắm. Ăn được hải sản sống. Mời mọi người. Con chỉ thích ăn hải sản chín thôi.
hủ luôn chua chua. Cà hủ không? Con không thích ăn hải sản đúng không? Mà con chỉ thích ăn hải sản chín thôi nha mọi người. Con không thích ăn hải sản sống như cô Trúc đâu. Đảo à, cô ăn mấy hủ rồi? Cô ăn hai hủ, nó hủ chưa xong, chị đi ăn hai hủ rồi đó. Bữa nào qua nhà cô Trúc chơi với Bèo Lao. Biết Bèo Lao? Bèo Lao là con mèo con á. Mèo trắng hả? Màu đen, con mèo tâm thể. Có chó con không? Không, không có chó con, chỉ có mèo con thôi. Con mèo đen, lóng vàng vàng. Mày lỡ cho những thằng con á, cắt con cái con. Vậy hả? Bữa nào qua nhà cô Trúc hả? Chị với Bèo Lao hả? Coi phim nữa. Coi phim. Vậy mình phải đi, mình coi phim là mình phải đi siêu thị, đi Lotte rồi mình mới coi phim được chứ. Con coi rồi. Con đi coi phim chú Ba viết bài. Chú Ba viết bài hả? Vui không? Chú Ba ơi. Được rồi, vô đây. Con muốn hát, con muốn nói luôn. Sao vậy? Thứ bảy con qua nhà con Trúc chơi nha. Hôm nay là thứ bảy rồi nè, vậy là thứ bảy tuần sau hả? Hay là giờ đi liền? Giờ đi liền. Mẹ không có cho đâu, đi phải có kế hoạch con, đi phải... Ăn hết à. Mình đi là mình phải tính trước chứ không phải là mình muốn đi là mình đi liền. Tại sao mẹ không có việc nữa? Sao vậy? Nãy giờ đứng mỗi chân quá trời. Thôi đứng dậy ngồi chân cô Trúc nè, ngồi lên đây, ngồi lên đây. Trời ơi, mỗi chân lắm rồi, cái ngồi đẹp lắm mọi người. Ăn con này không, làm con đi. Ngon lắm. Hải sản sống ngon như hải sản chín vậy. Chơi không? Chơi con nha. Má quỳ. Con Trúc không ăn cá này dạ. Có ăn gừng đỏ. Con dám ăn gừng đỏ không? Cay lắm. Nè. Vô. Mình vô cái nè. Vô. Ăn đi. Ăn đi. Vậy bữa nào qua nhà cô Trúc nha. Dạ. Vậy bữa nào nào chơi với mẹ chơi. Với mẹ chơi. Mấy giờ qua. Đúng rồi. Mình đi chơi là mình phải xin ý kiến ba mẹ bà nội nha không? Dạ. Cô Trúc kêu nội con là gì vậy? Hả? Cô Trúc kêu nội con là bác. Bác. Cô nhà cô vậy rồi. Cô Nhàn, cô vậy luôn. Ai? Cô Nhàn. Cô Nhàn hả? À, cô Nhàn là bạn ba mẹ hả? Bi ăn là ba hai hổ rồi. Bi ăn hết hai hổ rồi. Bi ăn hết hai hổ hả? Ê, là no rồi là thôi. Con lo luôn này. Đây. Nữ hoàng điện ảnh tương lai. Đây, là đây. Kim luôn nữ hoàng ngoại giao. Trời ơi, nhìn là muốn đẻ liền mọi người ơi. Kiếm một cục con gái mới được. Kiếm một bụng con gái để qua chơi với Chu Quy Chu Chiếp. Mốt cô Trúc đẻ con gái thương em không? Đẻ qua em luôn. Cho em chơi chung không? Có nhường được không? Con gái của cô Trúc á hả? À, hơi quậy thôi. À, xinh đẹp và dễ thương như cô Trúc. Cô Trúc ơi, con... ngày mai cô Trúc em mèo con với cô Trúc qua đây nha. Ngày mai hả? Ngày mai chủ nhật hả? Không biết nữa, không biết kịp không? Không biết có đi được không? Thôi tuần sau nữa đi nha. Dạ. Hẹn tuần sau nữa đi. Tuần sau nữa cô Trúc may cái túi. Dạ, rồi cô Trúc bỏ em vào rồi, lúc đó cô Trúc chở em qua đây chơi. Dạ. Mà nói nghe nè, mình mốt với cô Trúc đẻ con gái á. Cô Trúc á, dắt em qua đây á, con có cho em chơi được chơi của con không? Có. Ừ. Em mèo có biết chơi được chơi không? Thương em không? Thương không? Em mèo, con như mèo của chú ở đây. Em mèo là siêu quậy luôn đó. Em mèo quậy đó mà chú chí. Thôi bây giờ mình chào khán giả đi nè, lên đây. Mỗi chân. Ăn một xíu là mỗi chân mọi người. Bây giờ đây con. Ngày hôm nay ăn món này rất là ngon và đặc biệt rất là vui khi có hai bạn nhỏ này. Trời ơi, cái bụng ai mà bự vậy. Chào mọi người đi con. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người vào những số khác. Khi mà có gì thì chú sẽ qua đây quay và sẽ mời chú biết chú tiếp vào tham gia cùng với mình. Bye bye mọi người đi con. Cái gì nhá? Nói gì nhỏ xíu rồi nói lại thôi. Con nhìn mọi người chứ con mới bye mọi người mà con không nhìn mọi người. Con mới bye mọi người. Cao lên. Con mới bye mọi người. Lại lần nữa to rõ lên nè. Con mới bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau đi. Thôi nói đàng hoàng, nói rõ ràng. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ở nhà cô Trúc. Nói lại nè. Bye bye mọi người nè. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. To lên, to rõ lên mới lấy tiếng được. Nhìn trên kia đi, nhìn trên kia kìa. Nói rõ ràng lên, con tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Mắc cỡ mọi người. Chào mọi người nha.